mắn này. Mày, đây rồi, mới mà đã mày thôi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is... Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Và mình là Vũ Văn Quang đây. Thì gà rán mới cho ra khẩu XM8 gà hoảng hốt. Theo đánh giá riêng của mình nha, thì khẩu này cũng rất là mạnh đấy. Khẩu này sẽ tăng 2 tốc độ bắn, tăng 1 xiên giáp và giảm 1 băng đạn đó. Nếu mà cầm đi so với khẩu XM8 lôi thần á, thì có khi là mạnh cũng ngang nhau ấy, anh em. Có khi là mạnh hơn đấy, bởi vì 2 tốc bắn liền mà, khá là mạnh. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ săn xem hết là bao nhiêu KC nha mọi người. Đầu tiên là nếu mà đổi ấy, thì chúng ta sẽ hết 190 huy hiệu. Rồi, giờ quay luôn nha. Hy vọng là phát đầu tiên ra này. Ra. 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 Ui ôi. Phát đầu mà ra thì đúng là hết nước chấm luôn. Không ra hả? Ra đi mà. Ok, như vậy là ra được 10 huy hiệu. Ở đây có cả bộ khủng long này mọi người. À, và cái đầu con gà này. Ok, thì mình sẽ đổi hết nha. Ra. Ok, quay 3 phát, không ra gì mình sẽ quay từng phát một này. Ra. Ui giời. Mắc cái con gà nó kêu mình tưởng nó ra anh em ạ. Hết hồn và cuốn nội à. Ra. Ui giời. Cứ cái lúc nào mà gần quay xong là con gà nó sẽ kêu lên một lần này, nên là cứ tưởng nó ra. Ok, quay nhanh nha. Rồi, mình đang có 45 huy hiệu rồi. Bao nhiêu rồi? 56. Ui, ra gì đây? Ui, khủng long gà. Cũng được nha, cũng được nha. Một bộ, một bộ. Đấy, nhưng mà đổi bộ này cũng khá là tốn huy hiệu á. Ok, cũng ngon nha mọi người. Mình có 68 huy hiệu rồi. Ra. Ui giời ơi. Ra. Ra. Ui giời, bao nhiêu rồi? 90 huy hiệu, còn thiếu 100 huy hiệu nữa nha. Vậy mình sẽ quay từng phát một này. Hy vọng là từng phát một sẽ ra luôn cho nó máu. Ra. Tao khô máu với mày luôn. Ui, vừa quay được 4 huy hiệu, khá là ngon nha mọi người. Ra không? Nãy là mình có khoảng 9.000 kim cương, giờ còn 7.000 là mình quay hết 1.700 nha mọi người. Thì xem khẩu này hết bao nhiêu nha. Ui, hút máu ghê ta. Mình có 154 rồi. Ui, ra. Mẹ, ra cái mũ thịt gà. Lậy thịt chứ. Chúng ta sẽ còn thiếu đó chính là 22 huy hiệu nữa. Có ra không? Khó quá anh em ạ. Khó thiệt sự đấy. Anh gà hơi hút máu em nha. À, không ra. Mình còn thiếu 10 huy hiệu nữa thôi. Ok, quay nốt vòng này là đủ này. Ra đi, không ra. Ok, đổi luôn nha mọi người. XM8 gà hoảng hốt. Khẩu này có âm thanh bắn cực kỳ hay nha. À, chưa, mình chưa nghe âm thanh bắn, mình chỉ nghe cái hiệu ứng của nó thôi. Ok, giờ mọi người cùng mình đi test nha. Đây, vào dành test luôn cho nó máu anh em ơi. Ok, let's go. Chào mừng bạn đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chít. Chiến đấu thật phong cắt. Ok mọi người, mình sẽ nhảy cùng chơi nha. Ui sao đông vậy. Mình solo ghép 2v4 nha mọi người. Đông nhảy. Chết tôi rồi. À đây, mày xong rồi. À, mày bắn ai? Mày đây rồi, có X38 rồi anh em ơi. Chết rồi, sao anh thì bảo đi rồi kia. À đồ, định làm gì? Từ từ quần máu anh em ơi, đông quá. Mày con lợn. Ơ nhưng mà anh em ơi, mình phát hiện ra là cái này nó không có tiếng con gà. Ủa, đáng lẽ nó phải có tiếng con gà chứ ta. Bên này bắn nhau tùm lum nữa. À, đây, cơ hội để cứu đây rồi. Rồi, xuống đi. À, đủ ma, vừa cứu được xong, quẳng luôn rồi. Chưa kịp làm gì nữa, chưa kịp test súng nữa anh em ạ. Mày ngon, mày vô đây, tao lộ mày lô nhá. Ôi trời ơi, sao mình nhảy ngu vậy trời. Ơ, à, có người. Cứu bé. Bảo ơi, cho bảo có người nha. Mẹ ghê vậy, chưa có súng nữa.
Chumi Nga, a đu. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không có súng nữa sao chơi? Đây rồi, có cái hòm này, mình sẽ lụm cái hòm này nha anh em. Hy vọng là khẩu súng. Ủa, nút mở ở đâu vậy? Ơi, à đây. Đây rồi, tụi mày chết với tao. Tao có súng rồi nha. Nấp nhanh vậy. Mày ló cái đầu ra coi. Ló cái đầu ra coi. Á à. Giỡn. Ui giời ơi, tí chết. Một pha xử lý quá hay. Quá là xuất sắc đi à. Quần máu đi anh bạn ơi. À, nguy hiểm quá. Xém thì đăng suất rồi anh em ơi. Máu hả? Nè. Trên tay là khẩu SK và khẩu XM8. À đâu? Nhầm. Mà 4A1 mà vẫn chưa thấy khẩu XM8 đâu anh em ơi. Thứ mình cần là khẩu XM8. Đây rồi, có tiểu lý phi đao rồi. Đây, có su, lượm ít su tí cứu thằng đồng đội tạ kia. Đây rồi. Giây phút thiêng liêng. Ga hoảng hốt. Để mình bắn thử cho anh em xem nha. À, lộn súng. Gà dám lừa rồi. Ủa, mình tưởng là bắn nó có tiếng ọc của con gà chứ ta. Ủa, sao nó không có tiếng vậy? Vậy đến mệt trời. Ở trong cái vòng quay là kêu quát quát quát. Để xem tỷ lệ headshot cao nha. Ok, bay đầu này. Ôi anh gà ơi, đừng đùa em như thế chứ, sao nó không kêu như vậy mọi người. Mình cứ như tưởng cái khẩu, các bạn biết khẩu mà 1014 mà con chó không? Đấy là bắn gâu 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 ấy. Mình cứ tưởng khẩu này nó cũng kêu như đứng con gà. Mẹ sao nó không kêu vậy? À, ngộ không hả? Lại. Mày ra đây. Biết anh là chùm kéo tâm Việt Nam không? Đệ tử đời thứ 3 của Cú Tứ. Ây à, đau vậy? Nó câu cây đi em. Ôi ôi, này kéo tâm cũng khét rồi anh em. Hên á. Hên là mình bắn quá hay. Con lợn này. Con lợn này. Rút đồ đi em. Rút đồ đi người anh em. À, tầm này ai mà đỡ lại được nữa trời. Đây là có người này. Sao cái UAV này quét hay vậy ta? Vừa đáp xuống là đăng suất liền. Đáp xuống là đăng suất liền. Ủa? Sao trên UAV báo vẫn còn người ta? Đâu vậy? What the hell? À ông nhỉ? Tôi xin cái địa chỉ đi. Rồi lên cổng trời săn. Có trình thì nhảy cổng trời, không trình thì cứ muôn đời one shot. Ủa con boss này đâu chui ra đây vậy? Con lợn này. Đây rồi. Ủa, katana. Katana màu hồng tình yêu. Nhưng mà theo đánh giá của mình là khẩu này bắn rất là nhanh nha. So sánh thì nó mạnh hơn quái thú một chút. Và cũng ngang tầm với X18 lôi thần. Tóm lại là đáng để quay nha mọi người. Nếu mà anh em tiếc tiền nâng X18 lôi thần lên vào 7 á, thì anh em mua quay khẩu này cũng được ấy. Bởi vì nó rẻ mà, nó tầm... Nãy là mình quay mất gần 3.000 kim cương. Đó. Còn để mà nâng một khẩu level 7 hay level 6 như mình ấy, mất khoảng mấy chục nghìn kim cương anh em. Tốn tiền á. Nhà thôi. Cứ săn khẩu này mà chơi anh em ạ. Ok mà. Bắn được á. Có người hả? Ai à, đau cứu. Ui, cứu bé. Trời ơi, gặp đơn chơi rồi. Keo. Ui sao. Ôi sao nó đục liên tục được vậy, hay vậy ta. Ôi thằng này quỷ á.
Nghe nó đục liên tục anh em ạ, sợ thiệt chứ. Ai à, đâu á? Đại xíu nha, đại xíu nha. Cứu đây, cứu đây, anh cứu bé. Hồi máu đi bé ơi, để anh cover cho. Đây con lạ này, quay lại đây này. Con lợn này mày là quỷ ra soạn. Một tem hả? À. Quá buồn. Mà thôi, chắc clip của mình đến đây thôi mọi người ạ. Nói chung là khẩu này để mình quay lại chờ đấy. Nói chung là khẩu này cũng khá là mạnh đấy mọi người. Quyết tâm rất là nhẹ luôn. Đó, cái này là giao diện cầm nha. Làm sao để nó kêu được nhỉ? Làm sao để nó kêu được? À. Nói chung là được các mọi người. Mọi người có thể săn khẩu này thay vì khẩu XM8 nha. Bởi vì khẩu XM8 nâng rất là tốn kim cương. Đó. Là mọi người thích khẩu nào hơn thì anh em có thể săn khẩu đấy. Chắc là clip đến đây thôi. Anh em thấy clip này hay đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình động lực làm những video hay hơn nha mọi người. Bye bye tất cả anh em.